Cái thói quen số 2 mà mình muốn chia sẻ đến anh chị em mình đó chính là luôn chủ động, đúng không ạ? À, chủ động. Yes, chủ động. Thói quen ha. Thói quen của người giàu đó chính là họ luôn chủ động. Yes. Họ luôn chủ động với công việc của họ. Họ luôn chủ động trong cái công việc của họ. Họ luôn chủ động trong cái gì ạ? Yes. Họ luôn chủ động trong cái cuộc sống của họ. Ừ. Mình lấy ví dụ ha. Một người, đúng không ạ? Họ nói rằng là trong 7 ngày, đúng không? Trong 7 ngày bạn hoàn thành giúp tôi, hoặc là trong trong một tháng bạn phải bán đạt được cái doanh số là ví dụ như 1 tỷ chẳng hạn, đạt được cái doanh số 1 tỷ. Đúng không? Và họ khi mà họ nhận được cái trách nhiệm đó, khi mà họ nhận được cái giao giao nhiệm đó thì họ sẽ chủ động lên cái kế hoạch. Đúng không ạ? Họ chủ động lên một cái kế hoạch để họ có thể đạt được cái kết quả đó. Họ lên kế hoạch, họ chủ động tiếp nạp thêm những cái kiến thức mới để họ giúp cho họ phát triển bản thân hơn. Họ chủ động gặp gỡ những cái đối tác, những cái khách hàng để có thể giúp cho họ đạt được cái mục tiêu đó. Họ chủ động thiết lập ra những mối quan hệ chất lượng để có, đúng không ạ? Hay còn gọi là những cái nguồn lực đấy, để giúp cho họ đạt được những cái mục tiêu đó. Đúng không ạ? Họ chủ động trong những công việc mỗi ngày. Yes. Đúng không? Không có bất cứ ai phải nhắc nhở của họ cả. Những người chưa giàu anh chị. Ồ em làm tới đâu rồi? À dạ dạ em vẫn đang làm anh ạ. Đúng không ạ? Nhưng trên thực tế ra thì ôi còn tháng nữa cơ mà. Chơi đã. Đúng không? Mình chơi đã, từ từ công việc kinh doanh thì nó có thoải mái thời gian mà, đúng không? Nó thoải mái thời gian, nó đâu có ép buộc gì đâu. Nhưng mà sao ạ? Đến chơi tuần tuần ok còn 3 tuần nữa không sao đâu. Từ từ. Đúng không? Lúc là chơi thêm tuần nữa còn 2 tuần bắt đầu sao ạ? À bắt đầu lên kế hoạch. Bắt đầu bây giờ sao ạ? Chơi chán rồi, bắt đầu chơi chán rồi đó. Lên kế hoạch. Nhưng mà lúc đó anh chị với một cái tâm lý không có ổn định, có một cái tâm thế không có sao ạ? À không có chuẩn bị chuẩn bị trước thì chúng ta có làm việc gì ra hồn không anh chị? Có làm được cái việc gì tốt không anh chị? Yes. Và còn một tuần cuối cùng mà chúng ta vẫn chưa hoàn thành được bất cứ một cái điều gì cả. Và sếp gọi điện, quản lý gọi điện, bạn bảo vâng em vẫn đang làm đây nhưng mà thị trường đợt này không có hiệu quả gì anh ạ. Đợt này thị trường nó đang kém. Đợt này nền kinh tế đang bất ổn. Vậy nên rằng là cái kết quả nó không được như mong muốn. Hiểu anh chị? Yes. Nhưng đó là cái lý do, đó là cái bao biện cho cái sự không chủ động của họ. Họ không chủ động trong công việc của họ. Họ không chủ động với kết quả tài chính của họ. Họ không có cái sự chủ động trong cái việc giàu có anh chị. Nhưng người giàu thì họ luôn chủ động.